Thế chứ là bữa nay chúng ta học bài cuối Phật giáo Phục Hưng. Phật giáo Ấn Độ gọi là suy tàn, không đúng đâu, mất hẳn luôn đó. Lần trước dạy rồi có, đừng có nói disappear, nó dùng cái từ disappear, appear là xuất hiện, disappear có nghĩa là biến mất, mất hẳn luôn, mất không còn hình bóng nào á. Rồi sau này rồi bắt đầu mới phục hưng lại, moi ra, lật trong cái đống đổ nát đó ra Phật giáo, thấy chưa? Tại sao Phật giáo suy tàn là nó có cái nguyên nhân của nó ha. Rồi sau cái thời suy tàn, các nước châu Á nói riêng, cả thế giới, từ thế kỷ thứ 17 khi mà cách mạng công nghiệp ra đời, cách mạng công nghiệp ở Pháp ra đời, thế kỷ thứ 17 là cách mạng công nghiệp là sao? Là tụi con thấy bây giờ là cái gì cũng công nghiệp. Hồi xưa là cái ông thợ mai, cái người thợ mai cắt rồi mai, một ngày cái người thợ giỏi thì mai được bộ đồ, vừa cắt vừa mai mà làm giỏi thì ngày mai được bộ đồ thôi. Đó, cái gì cũng vậy, làm từ A tới Z là làm từ đầu cho tới đuôi thì một người làm cũng chậm. Cách mạng công nghiệp ra đời là bắt đầu làm bằng dây chuyền, cái người làm cái cắt thì chỉ cắt thôi, rồi cái người mai cái khâu nào mai thì khi mà ráp lại thì cái sản lượng muốn nâng lên cao. Đó, cái ông tổ mà của quản trị học ổng là hai ông tổ quản trị học, một ông là cái nghề bứng cây, cây bự ông bứng cũng xong. Đó, hồi xưa mà bứng cây là bứng thì chết à. Ông đó, một ông là ổng làm nghề bứng cây, mấy ông tổ của quản trị á. Rồi một ông nữa thì ổng chỉ là quản đốc trong một sợi dây chuyền thôi. Sản xuất thì nó nhiều dây chuyền, thì ông chỉ là quản đốc trong một dây chuyền, thì ông phát hiện là có hai động tác thừa, 9-10 động tác để mà ví dụ gói thì thảy lên cái gì gì đó, thì ông phát hiện được là hai động tác thừa, là ông cắt bỏ hai động tác thừa đó thì lập tức là cái sản phẩm nó tăng lên. Đó, cách mạng công nghiệp ra đời thì nó sản xuất là nó nhanh lắm, tại vì người làm khâu thôi mà hàng. Nếu như một người làm từ đầu đến đuôi thì ví dụ như cắt đồ thì chỉ được bộ thôi, vừa cắt vừa mai bộ đồ một ngày, tiền bạc nó không có, tại vì một ngày sản phẩm ra được có một bộ đồ cái tiền công là bao nhiêu, mà phải làm giỏi nha, làm tàn tàn là không được. Rồi bây giờ là cách mạng công nghiệp, nó cái công nghiệp nó ra đời là làm dây chuyền và bắt đầu sản xuất hàng loạt đó, mà nhanh chóng. Cách mạng công nghiệp ra đời nhanh chóng giải quyết ở châu Âu khủng hoảng về thất nghiệp cái gì gì đó, là công nhân là đi làm. Tụi con nhớ mấy cái phim mà của Sạc Lô đầu thế kỷ 20 á, chiếu cái cảnh đầu tiên ra thấy một bầy cừu lùa, một bầy cừu vô chuồng á, lùa cừu á, lùa một bầy cừu vô chuồng, chiếu qua cái cảnh bên đây là công nhân hối hả đi vô trong nhà máy. Cái phim Modern Times á, công nhân hối hả vô nhà máy, cái phim của Sạc Lô đó. Rồi chiếu qua cái trong cái phim đó là gì, là tất cả làm nhanh liên tục. Cái ông mà ông đóng vậy thì ông đóng, còn Sạc Lô thì siết thì cứ siết, ông cầm hai cờ lê ông siết cái nè, rồi là nó sản xuất dây chuyền mà nó nhìn thấy cái khâu nào mà chậm là nó tăng lên. Rồi cái thấy Sạc Lô làm được cái tăng lên, cái ông siết cứ hồi mà hai cái tay ông cứ vậy nè, buông cái cờ lê ra, ông cứ hai cái tay ông cứ vậy, một hồi thì ông mới hai cái tay ông lại bình thường, mà cứ nhìn vô siết. Đến lúc sau ổng căng thẳng quá, tại em tăng nhanh á, căng thẳng quá cái ổng điên, tại cứ nhìn vô hai con ốc, siết hai con ốc kia, dừng bỏ cái cờ lê ra, hai cái tay ổng cứ về ngồi, ổng mới xui lên được. Ổng cầm cái gì lên ổng cũng lắc cái tay, hai cái tay nó như nè, rồi cứ cho chạy nhanh quá cái ổng căng thẳng lên, ổng điên, ổng xách hai cái cờ lê, mà ổng thấy cái gì giống hai con ốc là ổng thọt vô ổng siết. Đó. Cách mạng công nghiệp nó nói là như thế, đến nỗi mà tính luôn khoảng thời giờ ăn, mà ăn vẫn làm được, ăn là có đồ nó đút vô họng cho ăn, rồi cái tay phải làm, nó tính sát thời gian. Cho nên mà chủ nghĩa tư bản bị lên án là như thế, tính quá tính, con người giống như máy móc rồi luôn. Sau này bắt đầu mới đấu tranh rồi xin nghỉ thứ chủ nhật, thì giờ là cho nghỉ tới thứ bảy, còn bây giờ là nó tính thời gian trong ngày, làm đủ giờ thôi vậy. Cách mạng công nghiệp nó ra đời, nó tạo ra sản phẩm hàng loạt, sản phẩm nhiều, tạo ra sản phẩm rất nhiều, nhưng mà thị trường tiêu thụ thì không có.
đó, thị trường tiêu thụ hàng hóa mà tạo ra không có, đó chính là cái nút thắt mà cuối cùng rồi những nước mà tạo ra sản phẩm nhiều á, công nghiệp á, là nó giàu một chập lên rồi bắt đầu nhiều loại hàng hóa sản xuất ra. Tụi con có thấy một cái nhà máy mì á, mì gói á, mình mà thấy được vô trong nhà máy mì gói á, thấy cái nó trộn bột á, nó trộn bằng máy, hồi xưa mình trộn bằng tay, nghe mấy ông làm bánh mì mà trộn bằng tay mà, rồi có nghe nói là mấy ông ngứa lưng rồi đâu có mặc áo lấy cái ổ bánh mì thật rồi, thành ra cái đầu bánh mì là không ăn. Rồi nhồi bằng tay mà mồ hôi mồ kê gì nó cũng vô đó luôn, còn bây giờ nó làm bằng máy đó. Rồi làm bằng tay thì mồ hôi nó sẽ có, còn làm bằng máy đâu còn nữa, bây giờ để vô là máy nó quay, chứ hồi xưa nhồi bằng tay nướng bánh mì đồ này nọ là xưa ớn bánh mì đó, để đồn là ngứa lưng ấy, rồi nó không có cái gì gãi ấy, mà chỗ đó mà nó lấy cái ổ bánh mì rồi nó thọc thọc cái lưng đó. Thì sản xuất ra hàng loạt giàu lên, rồi bắt đầu ví dụ như mì gói, thầy vô cái nhà máy mì gói coi, rồi chúng ta có mười mấy cái hãng mì mà chỉ cần một hãng thôi là mình ăn chết thì không hết. Tại sao? Là tại vì nó chạy liên tục, nó 6-7 sợi dây là nó chạy liên tục, cứ khúc vậy là ra hàng gói, khúc vậy ra hàng gói, rồi nó làm cho nhanh hơn nữa. Rồi nó có cái chỗ đóng, cái chỗ chiên là nó chạy qua là nó chiên xong rồi, nhanh lắm. Bây giờ mình 90 triệu dân mà một người ngày ăn gói không? Một người một ngày ăn một gói không? 90 triệu dân ngày mình ăn gói không? Chưa chắc, đúng không? Mình thầy chùa với nhà nghèo đồ ăn mì gói, chứ cái đám giàu dễ gì nó ăn. Đó, thành ra là một nhà máy thôi nó chạy hàng loạt, mình ăn không hết. Làm mì gói của Việt Nam là bán qua bên vùng Trung Đông, tụi mà Iran, Iraq rồi này nọ nó khoái, Thổ Nhĩ Kỳ rồi nó khoái ăn mì Việt Nam. Đó, rồi mình hàng đi hàng về tụi Liên Xô mà tách ra đó, tụi Uzbekistan, Tajikistan rồi đó, Chechnya rồi đó, tụi đó nó khoái ăn mì Việt Nam. Rồi mình hàng đi hàng về chở mì qua bán, chở bột về, bột mì á, mình đâu có bột mì, bột mì làm bằng quýt là lúa mạch á, mình đâu có trồng lúa mạch được, ruộng mình là ruộng nước, trồng lúa gạo thôi. Còn lúa mạch á là ruộng khô, nó ra làm ra bột mì, rồi mình nhập bột mì về làm đủ thứ, bánh bông lan, bánh mì gói đồ này nọ, mình làm đủ thứ. Rồi có mình làm mì gói thì chở ngược qua bán lại thì chở về, thành ra mấy ông mì gói là ông nào cũng lãnh huy chương vàng hết trơn, tại vì cái ngoại tệ tạo ra ngoại tệ đó, tạo ra ngoại tệ cho chính phủ, lãnh huy chương được không à, cái ngoại tệ bán qua bên đó nhiều nhớ chưa. Thì cái cách mạng công nghiệp nó ra đời rồi là của cải sản xuất hàng loạt, những nước công nghiệp là nó giàu, tới bây giờ cũng vậy, những nước nông nghiệp nó ngóc đầu lên nó nói làm lúa cho đã đời, rồi bán mấy chục tấn lúa mua về được có một chiếc xe đó, mình xuất khẩu ba cái gì đó, tôm cá rồi bắt cho bằng thấy bà con ta đem bán hết, tôm cá đông lạnh bán qua bên Nhật cả đống vậy, mua về được có một chiếc xe đông lạnh đó, nó vừa chạy nó vừa đông lạnh luôn. Ví dụ như là ở dưới Cà Mau chở về tới Sài Gòn mới có cảng đưa ra nước ngoài, thì trên đường chở đi thì nó phải đông lạnh đó, cái chiếc xe mà nó vừa chạy nó vừa làm lạnh á, mình bán cả đống mấy chục tấn tôm mua được chiếc xe. Nước công nghiệp là nó giàu, còn nước nông nghiệp là thôi ngóc đầu lên không nổi à, bây giờ phải là nước nào cũng phải là công nghiệp hóa, công nghiệp nó mới giàu được. Rồi của châu Âu là nó công nghiệp hóa đầu tiên, cách mạng công nghiệp ra đời ở Pháp thế kỷ thứ 17, nó ùa theo, các nước ùa theo sản xuất hàng loạt à, sản xuất hàng loạt mà hàng hóa không có thị trường tiêu thụ đó, rồi chứ cái đó là một kết hợp với sa tham vọng bành trướng của Vatican đó, Vatican kết hợp với các thế lực thực dân của châu Âu đi tìm thuộc địa, Vatican thì đi trước vẽ bản đồ rồi này nọ à, để cho thực dân đi sau để mà chiếm cái vùng đất mới, Vatican thì truyền đạo, còn tụi thực dân thì bắt đầu bốc lộ tìm thuộc địa mà, tiêu thụ ăn quá bắt người xứ sở đó làm nữa. Thành ra là phong trào thực dân là nó tràn hết các nước Nam Mỹ, cũng lôi lọt vào tay thực dân, được chưa? Nguyên cái lục địa châu Âu ở châu Phi lọt vào tay thực dân, châu Á lọt vào tay thực dân, Trung Quốc lúc đó là 7 nước nhảy vô, Trung Quốc á 7 nước nhảy vô xé Trung Quốc ra làm 7,
đó, Việt Nam, Lào, Campuchia rơi vào tay thực dân Pháp, lấy Thái Lan làm ranh giới, Miến Điện, Ấn Độ, Nepal, Bhutan đồ rọt vô tay của thực dân Anh. À, Châu Phi cũng vậy, Nam Mỹ cũng vậy, là nó bị tụi thực dân nó chia ra hết mà cấu kết với Vatican. Vatican cho người đi trước, mấy ông cố đạo đi vẽ bản đồ rồi này nọ, xong rồi bắt đầu vô tới. À, Hà Nội thất thủ 3 lần, Hoàng Diệu tửng tiết đồ này nọ là có sự tham gia của những gián điệp mặc áo đen để mà vẽ mấy cái quả đồ địa hình trước khi mà thực dân nó tràn ra, lính thực dân tràn ra. Thì thành ra là nói là Gia Long cộng gắn cắn gà nhà nói không đúng đâu, tại vì hổng cắn nó, hổng cộng nó cũng quậy nó đánh à. Ấn Độ có cộng ai không, Anh nó qua không đó, Miến Điện có đi cộng không, Châu Phi có đi cộng không, không quánh tới à, Nam Mỹ có đi cộng không. Nước Mỹ á, lịch sử của châu Mỹ, các nước như là Pháp, các nước như là Mỹ hay Canada đó, Mỹ Tây Cơ rồi này nọ, lịch sử của nó mới có 300 năm mà, hơn 300 năm mà. Trước đó nó có lục địa và có thổ dân sống, nhưng mà không ai biết hết. Cho tới khi mà Magellan, Magellan đi thì mới phát hiện ra, mới đầu Magellan, Columbus lợi tưởng là mình đã đi tới Ấn Độ rồi, tại vì thấy người dân tưởng người Ấn Độ. Cái sau này mới biết là thời đó gọi là thời kỳ thầy học á, học cái lục địa châu Mỹ gọi là tân lục địa, tại vì mới tìm thấy à. Rồi sau đó người Anh với người Pháp qua rồi mới chiếm thuộc địa tùm lum. Rồi sau này tụi Bồ Đào Nha, tụi này nọ tùm lum, ví dụ như nước Brazil, mình đọc là tiếng Anh đọc là Brazil, mình đọc là gì đó Brazil gì đó, đại khái đọc không biết, đọc theo kiểu nào không biết, đọc ra Brazil, nó là Brazil. Thì là cái nước Brazil bây giờ là không còn ngôn ngữ bản địa nữa. Người Brazil nói tiếng gì? Người Brazil nói tiếng Bồ Đào Nha, tại vì hồi xưa là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nó tiêu diệt luôn ngôn ngữ gốc của dân Brazil. Thành ra để thấy cái ông đá banh thiệt giỏi của Bồ Đào Nha với cái ông đá banh thiệt giỏi của Brazil là nó cùng tên. Có chục mấy cô cũng biết đồ điếc rồi nữa không? Nó nhớ không, có cái ông đá banh thiệt giỏi của Brazil, rồi sau này cũng có cái ông đá banh thiệt giỏi của Bồ Đào Nha, mà hai ông cùng tên. Tại vì tiếng Bồ Đào Nha tiếng Brazil là mất hẳn rồi đó, mất hẳn. Tiếng Angola của châu Phi rồi mất, bờ biển Nga rồi tới bây giờ vẫn còn nằm trong thuộc địa. Úc là một cái lục địa lớn, người Anh quá. Bà nữ hoàng Anh bà tự hào là mặt trời không bao giờ tắt trên vương quốc Anh, chỗ nào cũng có đất của bà hết. Mặt trời không bao giờ tắt trên đất trên vương quốc Anh, tìm thuộc địa tùm lum chiếm. Các nước nhược tiểu bị cái tụi châu Âu, thực dân châu Âu chiếm đặt ách thống trị. Rồi Thiên Chúa giáo cho rằng là họ đem cái văn minh Thiên Chúa để khai hóa những dân nhược tiểu. Qua tới châu Phi, mấy ông châu Phi sau này mấy ông chống, mấy ông nói đó, khi các vị đến, các vị có cuốn thánh kinh, còn tụi tôi có đất. Khi các vị mới đến á, thì các vị có cuốn thánh kinh, còn tụi tôi có đất. Rồi các vị dạy chúng tôi cầu nguyện, các vị dạy chúng tôi cầu nguyện. Rồi khi mà chúng tôi nhắm mắt cầu nguyện, khi mở mắt ra thì trong tay tụi tôi có cuốn thánh kinh, còn các vị có đất của tụi tôi. Mà ông nói, ông Linh Mục á, ông tống lại giáo hội rồi ông nói khi các vị đến đây thì các vị có cuốn thánh kinh, tụi tôi có đất. Châu Phi mênh mông các vị dạy chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi nhắm mắt cầu nguyện, mở mắt ra thì trong tay chúng tôi có cuốn thánh kinh, còn đất các vị có đất của chúng tôi. Châu Phi là dân da đen, mà bây giờ dân da trắng ở đầy ha, rồi sau này có phân biệt chủng tộc đó. Người dân châu Phi đến nỗi mà lên xe buýt là cái chỗ người châu Phi ngồi, còn cái chỗ người da trắng ngồi. Rồi sau này đấu tranh ông Mandela đó, Mandela là cái chủ nghĩa apartheid là cái chủ nghĩa phân biệt da trắng da đen. Ông tổng thống Abraham Lincoln mà sở dĩ được Exwell mà liệt vô là năm người vĩ đại nhất thế giới là tại vì ông ký, ông xóa bỏ cái
ông ký cái lệnh mà bỏ cái phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da. Bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc là trong đó là cấm phân biệt màu da, phân biệt tôn giáo, phân biệt dòng tộc đồ này nọ là cấm hết. Bản tuyên ngôn nhân quyền của Thiên Chúa Giáo của Liên Hiệp Quốc cấm hết. Ai mà phạm vô mấy cái đó là gọi là vi phạm nhân quyền, phân biệt màu da, tôn giáo, chủng tộc đồ này nọ, thì tụi thực dân là nó chiếm tùm lum. Việt Nam mình cũng chiếm, rồi sau đó nói Gia Long cộng gắn gắn nhà nhà, thực sự coi lại và cái công của Gia Long á, khi mà ký cái hiệp ước đó đó, Gia Long không có cổng, qua ký đưa Bá Đa Lộc rồi bây giờ kêu cha cả đó, là suối Gia Long đem Hoàng Tử Cảnh đi, lúc đó Hoàng Tử Cảnh mới 7-8 tuổi rồi, đem qua bển làm con tin ký, nhưng mà ký đâu có được, là ký nếu như mà Pháp mà nó tài trợ cho 2 tàu chiến, súng ống đạn dược và 200 quân thì mình mất hẳn cái cảng Đà Nẵng với cái côn đảo. Nó nếu mà nó tài trợ cho mình là 2 chiếc cho tàu chiến đầy đủ súng ống đạn dược rồi thêm 200 lính nữa trên 2 chiếc tàu đó là mình mất hẳn cái cảng Đà Nẵng và cái côn đảo. Qua bển ký không được, bên bển lúc đó Pháp nó đang lộn xộn đánh nhau, nội chiến lộn xộn, cho nên cuối cùng Bá Đa Lộc chỉ vận động được cái đám tín đồ Thiên Chúa Giáo mấy nhà thờ được 2 chiếc tàu, được súng ống và 200 tình nguyện quân, 200 chiến nguyện quân đi qua bên đây. Thành ra cuối cùng là mình còn giữ hầu thiên sông núi, còn ông bà tổ tiên phù hộ, chứ thôi là kỳ đó là mất hẳn cái cảng Đà Nẵng với cái con đảo. Mấy cái văn bản đó, lịch sử đó, tụi con có thể lên thư viện thầy chỉ sách cho đọc, thấy lại mấy cái đó. Thì đất nước là rơi, các nơi rơi vào tay thực dân hết. Trung Quốc là bị 7 nước nó nhảy vô nó xé ra, Nhật có, Hà Lan có này nọ, Mỹ, Anh đồ này nọ. Thời đó Mỹ và Anh chưa có chơi với nhau, không có lộn ôm sùm, giành cái Trung Quốc yếu, 7 nước nhảy vô xé ra. Nó kể chuyện mà bà Từ Hy mà tiếp cái đám Hà Lan đó, là tụi Hà Lan xanh mặt lần trước thầy kể rồi đó. Nuôi mấy con chuột mà ăn mà chiên lên giòn rồi mà cái đuôi nó còn nhúc nhích vậy nè, rồi để vô cho cắn cái bụp một cái máu ra hai cái mép này là già rồi, cái mép này nó có mấy cái đường rãnh nè, nó tuôn ra. Mấy sư giả Hà Lan là bằng mày nó xanh lẹ chứ, về tuần lễ không dám bằng cùng. Đại khái là thời kỳ đó là xuống dữ lắm, các nước nhược tiểu bị cái đám thực dân nó chinh phục xong rồi nó đô hộ, rồi những gì ở trong nước là bị chê đó. Alexander Ross viết cái cuốn Phép Giảng 8 ngày giật cổ Lão Thích Ca xuống, nói vậy đó, trong cái cuốn Phép Giảng 8 ngày vật cổ Lão Thích Ca xuống, giật cổ Lão Thích Ca mặt đen, dùng cái từ vậy. Trong cái cuốn Phép Giảng 8 ngày của Alexander Ross viết giật cổ Lão Thích Ca mặt đen xuống, nói vậy đó. À, họ vô là họ trà đạp văn hóa bản địa để mà truyền vào đó cái văn hóa Thiên Chúa Giáo. Người các nước là nhược tiểu là phải chịu cái sự ảnh hưởng hết, nghèo, nước nào cũng nghèo hết, rồi bắt đầu là đấu tranh đòi chủ quyền dân tộc. Thì đấu tranh đòi chủ quyền dân tộc nó có hai hướng, một là đấu tranh hòa bình, là giống như ông Văn Đi vậy đó, bất bạo động, thương thuyết, nói chuyện thương thuyết. Bằng cái là dân chủ đại nghị, có nghĩa là người dân họ đấu tranh để mà họ vô làm đại biểu quốc hội, rồi họ đại biểu quốc hội xong họ nói chuyện, họ giành lại độc lập bằng thương thuyết đó. Nhưng mà cũng có chết người, chứ không có chết đâu. Ông Gandhi là đi theo chủ nghĩa đó, rồi còn một cái chủ nghĩa nữa là ăn cướp vô nhà thì phải quánh cho nó chạy ra, là Hồ Chí Minh đó, là hai chủ nghĩa. Một là quánh lấy lại, tại nó mình giật của ta đập này đó, thì lấy lại là Hồ Chí Minh. Còn một cái nữa là nói chuyện là lấy lại, thì là ông Gandhi. Thành ra hai người tôn trọng nhau lắm đó. Đi qua bên bển, bây giờ bên bển có cái đường Hồ Chí Minh, mà nói tới Hồ Chí Minh là mấy đứa nít của Ấn Độ nó cũng biết nữa. Tại vì trong sử phải học, sử thế giới là phải học cái giai đoạn mà đấu tranh giành độc lập lại đó. Là Việt Nam là đứng đầu các nước châu Phi, người ta không biết nước Việt Nam nằm ở đâu nữa, tới chừng mà APEC gì qua tới nơi, ở Việt Nam đây ha, chứ họ biết là Việt Nam là đánh thực dân
trong cái những nước nhược tiểu mà đấu tranh giành độc lập bằng vũ lực, Việt Nam là đầu tiên luôn. Đấu tranh bằng vũ lực để lấy lại nền độc lập dân tộc ở Việt Nam là một cái trận Điện Biên Phủ là thôi, trận thần thánh đó. Đó, lấy lại được nền dân tộc của bắt đầu các nước người ta bắt chước, người ta làm theo, y xèo hết trơn. Đập, lấy lại thì anh cướp vô nhà thì ở đó mà thương thiết thì kiểu của Ấn Độ còn lâu quá. Thầy giáp. Thành ra ở bên Thái Lan rồi nó có hình Võ Nguyên Giáp mà để trong viện mô tàng rồi. Còn từ điển La Roche của Pháp nó ghi là General Võ Nguyên Giáp, tướng Võ Nguyên Giáp, người đã chiến thắng nước Pháp. Ghi vậy á, từ điển La Roche của Pháp, Võ Nguyên Giáp, tướng Võ Nguyên Giáp, người đã chiến thắng nước Pháp. Người cỡ đó mình đổ biết bao nhiêu xương máu để mình lấy lên nền độc lập của dân tộc. Thành ra khi mà nó vô tới rồi, bây giờ nhà thờ Thái Hà rồi đòi là cái miếng đất cái hồi đó là chùa Tháp Báo Thiên của chùa đấy. À, họ vô họ tàn phá văn hóa bản địa, ví dụ như nhà thờ Đức Bà hay nhà thờ lớn ở ngã sáu đồ là toàn là đất chùa không à, họ dành à. Mà mình mất rồi thôi, mình không có đòi, không có làm khó nhà nước. À, cái nào nhà nước cho thì mình lấy, cái nào nhà nước không cho thôi à, mình cũng xin lại à, sống hòa bình với cái thế lực cái bằng cái chính quyền. Mình chùa chiền rồi mình cũng xin lại thì nhà nước cho từ từ. Việt Nam quốc tử đó cho một chút à, bây giờ cho bự ra ông hòa thượng có cái chùa thiết bự không à, cái miếng đất này cũng vậy, mình hồi đó mình có cái trường thì nhà nước tiếp thu rồi, vậy giờ thôi cho nhà nước luôn, mình xin nhà nước cho mình cục này bự hơn nữa hả. Thì mình ôn hòa này, Phật giáo ôn hòa ghê lắm à, thành ra là đặt cái lợi ích của dân tộc lên trên cả lễ Phật giáo. Chúng ta là người Việt, thành ra Phật giáo đặt cái lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích của Phật giáo. Dân tộc là trên hết. Thành ra Phật giáo là hợp tác với nhà nước tốt đó. Chứ không có như thứ khác đại khai đâu đó đàng hoàng. Thấy chưa? Thì khi mà văn hóa ở các nước hết, các nước nhược tiểu, các nước bị làm thuộc địa cho thực dân Tây Phương thì bị dạy làm sao là chê cái nguồn gốc dân tộc văn hóa của mình, chê văn hóa của mình là nhược tiểu à, văn hóa Tây Phương mới là gì, văn hóa nước nó là nước mẫu quốc, mình phải kêu Pháp bằng mẫu quốc. Nước mẹ bển không biết sanh lên lúc nào, mà tính ra lịch sử lập quốc chưa chắc, mà lúc mà Lạc Long Quân với Âu Cơ ra phía bên đó có chưa hả. Thành ra nó phiền hà ghê, nó đủ thứ. Ấn Độ rơi vào tay thực dân Anh, Tích Lan à, những nước ở Nam Á rơi vào tay thực dân Anh, tại nó chia ra thực dân Tây Phương, nó chia từ lấy Thái Lan làm biên giới, không có bên nào hết. Từ Thái Lan mà qua phía bên kia là Anh, từ Thái Lan qua bên đây là Pháp, chia hết, chia thế giới, chia bản đồ thế giới ra theo mấy cái thực dân Tây Phương. Thì mình lọt vô tay Pháp, rồi Ấn Độ, Sri Lanka lọt vô tay Anh. Nhưng mà Sri Lanka, quốc đảo Sri Lanka đó là nhỏ, không bằng cái miền Nam của mình ở chút xíu à. Ba bị thuộc địa tới ba lần, lần đầu tiên hết là người Bồ Đào Nha tới, người Bồ Đào Nha tới, sau đó tới người Hà Lan, rồi cuối cùng mới tới người Anh làm chiếm Sri Lanka làm thuộc địa đó. Đất nước này mặc dù nhỏ bé, Phật giáo được truyền từ thời A Dục Mahinda à, Phật giáo truyền sang Sri Lanka từ thời Mahinda và hoạt động rất mạnh. Mặc dù trong lúc suy yếu như thế, nhưng đất nước Sri Lanka sản sinh ra một người mà sau này là ngọn đuốc, thắp lên ngọn đuốc phục hưng Phật giáo, phục hưng Phật giáo cả thế giới, bắt đầu từ nhân vật này đây, Anna Garika Dhammapala, một quốc đảo nhược tiểu ở Nam Á, một quốc đảo mà từng lâu đời theo Phật giáo. Rồi cuối cùng quốc đảo này sản sinh ra được một nhân vật, chính nhân vật này là người thổi phồng lên
phong trào phục hưng Phật giáo ở các nước châu Á, Đông Nam Á, Nam Á và Đông Nam Á. Và chính do ông này. Ông sanh ngày 17 tháng 9 năm 1864. Ông sanh ra trong một gia đình như thế nào? Mẹ ông là con gái của ông thương gia giàu nhất nhì đất nước Sri Lanka. Mẹ ông á là con gái của ông thương gia giàu nhất nhì Sri Lanka. Cha ông làm nghề gì? Cha ông làm nghề là đóng furniture, tủ bàn ghế này nọ, đóng đồ ở trong nhà đó, đồ mộc á. Cha ông làm nghề đó. Còn mẹ ông là người mà giàu, con gái của ông ngoại ông là giàu nhất nhì Sri Lanka. Hồi nhỏ ông đi học, tại vì trường học là nằm trong tay Thiên Chúa giáo, trường học nằm trong tay Thiên Chúa giáo, cho nên á, đi học á, là phải buổi sáng phải cầu nguyện, buổi sáng phải cầu nguyện nửa tiếng hồ. Tên thật của ông là Don David. Hivavitane. Lâu ngày quá phải coi lại một chút mới được. Đúng rồi. Cũng còn đỡ đỡ chứ chưa đến nỗi lắm. Nó hư hết phần rồi. Bữa nào phải thay cái ổ cứng lại mới được. Nghe chưa? Tại sao ông có tên là David? Cái chữ này là chữ Tây Phương. Hồi nhỏ mà phải đi vô trường học Thiên Chúa giáo học là nó đặt pháp danh hết á. Ví dụ như Phật giáo Quy Y Tam Bảo thì có pháp danh ha. Rồi bên Thiên Chúa giáo á, lúc mà rửa tội á, thì bên Thiên Chúa giáo thì có thánh tông đồ mấy ông David nè, Thomas nè, Paul nè, Matthew nè, là mấy tên của mấy ông thánh tông đồ đó. Rồi bên nữ thì có Maria rồi đại khái, thì lấy cái tên của mấy người đó nhét vô cái tên của bình thường của mình. Ví dụ như Maria Nguyễn Thị Mít đó là biết là, rồi Thomas Trần Văn Gáo đó, là cái đặt theo cái tên của thánh tông đồ đó. Không biết vụ Trần Văn Gáo à, đại khái thì ông được đặt cái tên là David vô đây. Ông là Phật tử, gia đình ông Phật tử thuần thành nhiều đời. Nhưng mà cái tên của ông trong giấy tờ là Don David Hivavitane. Gia đình ông thuần tín Phật giáo từ nhiều đời. Ông đi học, học trong trường Thiên Chúa giáo thì mỗi buổi sáng 6 giờ rưỡi là phải cầu nguyện cho tới 7 giờ bắt đầu học. Vinh quang cho Chúa trên trời vậy đó, bình an dưới thế cho người thiện tâm, đại khái học cầu nguyện đấy nha. Mà ông á là theo Phật giáo Nam truyền đó, thì trong một năm như vậy á, cái ngày lễ lớn của ngài họ là cái ngày lễ tam hợp. Tại sao gọi là tam hợp? Là theo kinh sách của Nguyên Thủy Phật giáo đó, Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn có ngày một. Lúc bây giờ vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc đó, là trong kinh nói có ngày một đó, cứ là ngày trăng tròn tháng Vê Sắc. Được chưa? Để qua tới bên Trung Hoa rồi bắt đầu xuất gia ngày 8 tháng 2, rồi đản sinh ngày 8 tháng 4, rồi sau này mới sửa lại rằm á. Sửa lại rằm chia ra ngày khác nhau. Chứ còn bên Nam truyền Phật giáo á, là trong kinh ghi, bây giờ mình học của mình thấy trong kinh ghi cứ ngày trăng tròn tháng Vê Sắc là sự xảy ra những cái sự kiện, ghi nhận những cái sự kiện lớn trong cuộc đời của Đức Phật, toàn là ngày trăng tròn tháng Vê Sắc không à. Mà ba cái sự kiện lớn là đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn đều ngày trăng tròn tháng Vê Sắc hết. Cho nên cái ngày tam hợp á, mình lại là rằm tháng 4 phải không? Bên Nam truyền khoảng rằm tháng 5,
Trong ba rằm tháng tư. Và cái ngày này lớn lắm, tổ chức lớn lắm, tới bây giờ cũng vậy, bên Việt Nam mình cũng vậy. À, là cái ngày lễ rất lớn. Phật tử về các tinh xá truyền giới bác quan trai tu tập họ thức suốt ngày suốt đêm. Còn tổ chức có chùa tổ chức 3 ngày 3 đêm, có chùa tổ chức 1 ngày 1 đêm. Mấy cái tinh xá của các sư Nam truyền đó là tổ chức, có khi tổ chức 3 ngày 3 đêm luôn, thức tu làm việc đồ này nọ, thuyết pháp đồ này nọ, là cái ngày gọi là ngày tam hợp đó, mà thường là tính vào khoảng rằm tháng 5 chứ không phải rằm tư. À, theo truyền thống của Nam truyền làm lớn lắm. Thì tới cái ngày đó đó là ông xin nghỉ học, thầy giáo không cho. Ông xin nghỉ ở nhà đó, ông đi dự lễ tam hợp á. À, thầy giáo không cho, không cho nghỉ luôn. Hôm sau vô hỏi sao hôm qua nghỉ học. Nó nói mắc ở nhà có xin rồi, tại thầy không cho, ở nhà dự lễ. Dự lễ hả? Lên bàn. Cái gọi quốc. Quốc ra năm sau xin nữa. Không cho nghỉ nữa. Đó là cứ cái ngày đó là ổng nghỉ và bị đòn. Mà bị đòn thì cứ bị đòn, cứ năm nào mà tới cái ngày đó là nghỉ á. Nhưng mà đỡ cái là lên lớp 6 rồi lên lớp 7 thầy cô giáo khác nhau phải không? Tới ngày đó là nghỉ bị đòn thì năm sau nghỉ nữa vậy đó. Cái ngày lễ tam hợp, ông từ nhỏ bị đánh, cha mẹ biết không? Nhưng người ta vẫn ẩn nhẫn, tại vì để cho con học. Năm 1873 sự kiện lớn ở đất nước Sri Lanka. Năm 1873 xảy ra một sự kiện lớn là người Thiên Chúa giáo họ qua bên Sri Lanka, họ truyền đạo, họ lấn Phật giáo quá, họ lấn đến nỗi rồi hai bên kình nhau, đến nỗi mà tranh luận trên đài truyền hình á, đài truyền hình quay trực tiếp rồi cho hai bên tranh luận. À, và cuối cùng thì Phật giáo thắng. Ở ghi như vậy cho nó dễ. Vị trưởng lão Purnananda thắng trên đài truyền hình tranh luận với Thiên Chúa giáo. Ông là thầy của ông này đây. Đó. Ở gần chùa, ở gần nhà, mỗi lần đi ngang chùa thì ông khi qua Vitane hay ghé vô chùa chơi. Vị trưởng lão này ở trên đài truyền hình biện luận với Phật, với Thiên Chúa giáo thắng được. À, ông hay đi ngang chùa chơi, đi học rồi đi ngang chùa, ông ghé vô chùa ông thăm vị hòa thượng này. À, cuộc tranh luận này nó có kết quả. Đến năm 15 tuổi là được như ta? 15 tuổi là được nhiêu? Cái này là 10 tuổi là 74, 15 tuổi là nhiêu? 79-80 gì đó, phải không? Đó. Cái cuộc tranh luận này nó có kết quả là sao? Là người ta ghi lại câu hỏi câu trả lời của hai bên, in thành cuốn sách. Ghi lại câu hỏi câu trả lời hai bên rồi in thành cuốn sách rồi cuốn sách nó được in ra phổ biến bằng tiếng Anh và cái kết quả của nó là năm 1880, 7 năm sau kết quả nó ra đời. Kết quả ra đời là một đại tá không quân đã nghỉ hưu của Hoa Kỳ, Henry Olcott và một bà nữa, là Vasky. Hai nhân vật này, cái này là ở bên trên, ông Henry Olcott á là người Mỹ, nhưng mà ông lúc mà ông đọc được cuốn sách này đó, ông nghỉ hưu rồi, nhưng mà trước đó ông là đại tá không quân của Hoa Kỳ. Còn cái bà Blavatsky này á, bà là người Nga nhưng mà quốc tịch Mỹ,
họ chơi thân với nhau lắm. Và khi mà họ đọc được cái cuốn sách hay như thế thì hai người mới là bay qua Sri Lanka để gặp trưởng lão Gunananda và quy y, xin quy y theo Phật giáo. Ông này chính là tác giả của lá cờ năm màu của Phật giáo đó. Ông này nè, tác giả cái lá cờ của Phật giáo năm màu vẽ cái kiểu đó, đó là ông là người đưa ra đề nghị đó và được chấp nhận là bây giờ mình có cái lá cờ Phật giáo, là ông này là tác giả đây. Henry Ocott nghe chưa, hai người này qua xin quy y với trưởng lão Gunananda và David, Don David chứng kiến cái cảnh đó tác động rất mạnh đến ông, tác động rất mạnh. Người Mỹ mà từ bên Mỹ bay qua tới bên Sri Lanka theo Phật giáo, quy theo Phật giáo và bắt đầu là truyền nguồn cảm hứng lớn cho Don David. Những người này họ hoạt động ghê lắm á, chứ không phải là họ chinh quy quy rồi trở về thôi đâu ạ. Sau này hội nghị Phật giáo thế giới ông tham gia vô và ông trình lên cái lá cờ để cho hội nghị thông qua đó. Cái lá cờ của mình á, trước đó là mạnh ai nấy cờ tùm lum hết trơn, không có cờ của Phật giáo. Ông đề nghị rồi ông vẽ lên, ông giải thích là năm màu hào quang của Đức Phật á, rồi được đại hội thông qua, là từ đó về sau là mình mới có cái lá cờ Phật giáo đấy. Các nước dùng chung một, các nước Phật giáo dùng chung một lá cờ đó, là do công của ông này đây. Nó có cái cuốn sách viết về những người Phật tử trắng, White Buddhist, đó là những người Phật tử tay trắng đó, là nói về hai nhân vật này đầu tiên. Được chưa? Tới đâu rồi? Tới đây rồi phải không? Lúc này ông được nhiêu à? 15 tuổi phải không? Đó, năm 18. Đó, thì có một cái sự kiện xảy ra là như vậy nè. Có một sự kiện xảy ra là Hòa Thượng đóng góp rất lớn cho cái công cuộc mà giữ gìn văn hóa bản địa, đấu tranh với Thiên Chúa giáo và thắng được, tạo cái tiếng vang lớn. Cho nên Phật tử người ta nhiều nơi người ta đến thăm. Thì có một lần là Thiên Chúa giáo á, cho người tấn công giết chết cả xe, là đi nguyên một chiếc xe tới tấn công giết chết cả xe. Ủa, tin tức nó lan ra tùm lum hết trơn. Năm 1884 đó là gia đình ông hay tin vậy là cho ông nghỉ học luôn đó. Lúc đầu mà quýnh ông á, quýnh ông vì cái chuyện mà cầu nguyện á, rồi sau này thêm một chuyện nữa. Hồi nhỏ đó ông đọc sách, ông đi vô trong thiên chùa trường Thiên Chúa giáo mà ông đem mấy cái cuốn sách Phật giáo nhỏ nè, ông đem ông đọc, bị phát hiện ra đuổi học luôn, đuổi học ha, đuổi học về luôn. Nhưng mà khi mà đuổi học rồi đó thì cha mẹ ông giàu có mà, cha mẹ ông bắt đầu mới là tổ chức cái hệ thống trường ở trong chùa, có tiền mà, đổ tiền ra là cha mẹ ông có cái công là tổ chức cái hệ thống tư thục ở trong chùa đó. Tại vì năm 15 tuổi ông bị đuổi học. Ông bị đuổi học lý do gì? Lý do là ông đọc mấy cuốn sách Phật giáo trong cái trường của Thiên Chúa giáo, nó phát hiện, nó đuổi. Mà thời nhỏ ông học á, là họ dạy như thế nào? Người dân Sri Lanka xấu hổ về văn hóa, xấu hổ về màu da, xấu hổ về tôn giáo của chính họ. Đâu phải dân tộc Việt Nam yêu nước, dân tộc khác không yêu nước đâu, dân tộc nào cũng yêu nước. Là bắt đầu ổng là không chịu rồi. Tới hồi nhỏ thì nghỉ tam hợp thì bị quýnh. Tới 15 tuổi thì là ông bị đuổi học. Lý do là ông đem cái cuốn sách Phật giáo vô trong trường đọc, là cha mẹ ông cho nghỉ luôn. Là bắt đầu đổ tiền ra để mà xây dựng hệ thống tư thục trong chùa. Lúc ông 15 tuổi. Đến năm ông 19 tuổi thì nó xảy ra cái sự kiện mà cái đoàn xe đi thăm Hòa Thượng mà bị người Thiên Chúa giáo tấn công, là ông xin cha mẹ ông nghỉ học luôn. Nghỉ học, không học nữa, không học nữa. Rồi bắt đầu ông nghỉ học để làm cái gì? Để dâng cả cuộc đời mình, không lập gia đình. Nhà giàu vậy mà không lập gia đình, xin cống hiến cuộc đời cho lý tưởng. Ông tự đổi tên ông từ Don David Hiwa Vitane đổi qua thành Anna Garika, có nghĩa là người sống không gia đình.
ông tự đổi tên qua, ông xin cha mẹ ông. Ngồi đó mà ngủ, đầu cũng ba chấm mà nó xéo xéo rồi ngồi đó ngủ. Không lo ghi, không lo nghe, thì là lo học chứ con, chăm chú, thầy nói nghe rồi cái tai viết thì không ngủ được, bệnh à. Đó, thì ông đổi tên qua, ông đổi tên ông là Anagarika, người sống không gia đình. Để chi? Để cống hiến cuộc đời cho lý tưởng. 1884. Cống hiến cuộc đời cho lý tưởng, không làm gia đình. Xin cha mẹ ông, cha mẹ ông đồng ý, giống như làm cái lễ lại cha lại mẹ để xin và cha mẹ ông đồng ý cho. Thấy chưa? Từ 1884 là ông nghỉ học luôn, làm học luôn. 19 tuổi nghỉ học để cống hiến cuộc đời cho lý tưởng. Rồi tự đổi tên qua là người sống không gia đình. Từ 1885 cho tới 1890, 5-6 năm trời đó là ông hoạt động cực lực cho Phật giáo Sri Lanka, Phúc Hưng. Năm 1890 ông viếng Bồ Đề Đạo Tràng. 1985, một năm sau thôi, 1884 là ông đổi tên và phát nguyện dâng hiến cuộc đời cho lý tưởng. 1885 ông bay qua Ấn Độ, từ Sri Lanka ông bay qua Ấn Độ và ông lại ông viếng cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng. Ông viếng cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng là ông cái hình mà Dhammapala lợi tới cái tháp, ngồi dưới cội Bồ Đề thì cây Bồ Đề nó bị nghiêng vậy. Cây Bồ Đề to mà nó nghiêng vậy. Cái tháp của Bồ Đề Đạo Tràng là bây giờ mình thấy là nó cao, nó bốn cạnh phải không? Là nó sạc mất hết một cạnh. Còn cái chóp tháp là cái gì là nó bay mất tiêu rồi. Cái chóp tháp là cái gì là nó bay mất tiêu. Bốn cạnh nó sạc mất hết một cạnh. Nãy giờ con có học không? Thầy đang nói gì vậy? Thầy đang nói gì? Một tám tám mươi bốn là ông phát nguyện, thấy chưa? 1885 là ông qua tới Bồ Đề Đạo Tràng học nghe. Tụi con á, ngủ gục rồi nói chuyện rồi. Đứa nào nói chuyện thầy cho lên đây ngồi, ngồi ngay chỗ sư á, cái ghế cho nó nóng. Còn mai mốt giống sư làm chuyện thiệt nhiều vô, chứ còn cái thứ ngủ gục mà nói chuyện là không có thể nào giống được người lớn được. Học có học. Ngồi ngay đây nè, chụp hình gửi lên, nói là sửa sạn lên ban quản diện thế sư. Bốn cạnh của Bồ Đề Đạo Tràng nó sạc mất một cạnh, được chưa? Rồi đất là nó lấp luôn cái tầng hầm ở dưới. Người nào có dịp đi qua bên Ấn Độ lễ cái tháp thì thấy mình phải đi từ trên mình đi xuống nè. Ở dưới là cái tượng Phật nằm ở dưới, đất nó lấp ngang hết trơn rồi. Rồi cái chóp tháp là đã bị bay mất tiêu rồi. Cái kiến trúc của cái chóp tháp như thế nào mình không biết. Của bốn cái tháp nhỏ đó là sau này mới xây bốn cái tháp nhỏ để giữ thăng bằng cho cái tháp lớn. Chứ thời mà lúc mà Dhammapala qua là nó chỉ có cái tháp lớn thôi, mà nó còn khúc à, tới là 52 mét, 49 mét, từ dưới đất lên 49 mét, nhưng mà khoảng chục mét là bị đất lấp và dân người ta ở xung quanh hết chân rồi, bị ông ma nó chiếm nữa đó. Thì ngay dưới cội Bồ Đề, năm 1885, Dhammapala phát nguyện phục hưng Phật giáo. Phát nguyện phục hưng Phật giáo từ năm 1885 dài cho đến 1890. 6 năm đó ông hoạt động tích cực, hoạt động quyết liệt, giành lợi cho được cái Bồ Đề Đạo Tràng. Tại vì Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ là
nó hoang tàn, không ai biết cái đó là cái chỗ Đức Phật thành đạo gì hết chứ. Dân người ta ở và đất nước là cái khu vực đó lại rơi vào tay một địa chủ, một đại địa chủ Ma Hành. Cái thời thuộc địa là cái thời địa chủ á, Việt Nam mình cũng thế, là mấy ông địa chủ đất cò bay thẳng cánh. Đất của ông Ma Han này á, cò bay không có thẳng cánh. Đất của ông Ma Han này cò bay gãy cánh. Đó, đầu thai lại bay gãy cánh lần nữa. Bang Bihar, Ấn Độ nó là 28 bang và 7 khu tự trị. Bang Bihar và chỗ Đức Phật hồi xưa đó, đất của nửa bang Bihar này nằm trong tay ông Ma Han. Bang Bihar nó lớn hơn Việt Nam à. Nếu mà tính về diện tích á, nó lớn hơn. Mà đất của nửa bang Bihar nằm trong tay ông Ma Han. Rồi thế lực ông chừng nào? Diễn tả mà ông đi ra đường á, ông đi bằng xe ngựa. Có người ông đi xe ngựa chứ không phải là ông cưỡi ngựa. Có cái xe kéo ông đi và có lính á, người của ông á dẹt đường. Và gặp mấy chị mấy cô nào ông vừa ý là bắt thảy lên đem về cho gãy lưng chơi vậy đó. Đại khái sống quyền lực quá nhiều mà thực dân Anh nó mới tung tiền ra nó mua đất của ông, rồi nó giao lại cho cái người làm ruộng. Ông có tiền để trong ngân hàng thôi, nó buộc mà cái luật mà gọi là người cày có ruộng nó không phải của Việt Nam không đâu, ở các nước hết chính phủ tung tiền ra mua đất của địa chủ, hiểu chưa? Địa chủ có tiền, còn đất thì chia cho những người mà hồi nào làm cho ông á, làm tới đâu thì phát cho người đó, rồi đóng thế là cho nhà nước, hiểu không? Cái lực người cày có ruộng đó, biết cái lực đó không? Địa chủ có đất tùm lum à, rồi là hà hiếp cái đám tá điền là họ làm để mà họ phải đóng cho chủ. Thì bây giờ nhà nước tung tiền ra mua hết, ép phải bán, chia theo luật lệ, ép phải bán bao nhiêu rồi chưa, lấy tiền trả, in tiền ra trả cho mấy ông địa chủ. Còn đất á, thì giao cho người dân, người nào làm được nhiêu thì giao hẳn luôn cái chủ quyền của đất á. Đó, rồi làm ruộng đi rồi đóng thế lại cho nhà nước. Thì ông Ma Han bị thực dân Anh nó ép cho, lúc đó là đất của bang Bihar, nửa đất bang Bihar, nửa bang Bihar là trong tay ông Ma Han, quyền lực kinh khủng đó. Cái tòa nhà của ổng á, thời đó đó nghe, thời đầu thế kỷ cuối thế kỷ thứ 19 á, cái tòa nhà của ổng á là nó gần bằng cái tòa nhà mình ở nè, gọi là cung điện mà, palace, nó ba tầng. Thời đó mà ổng cất được cái nhà ba tầng rồi, là đủ biết ổng giàu chừng nào. Miếng đất rộng nhìn ra cái bờ sông, cái mặt trước của cái tòa nhà đó là cái sông, thấy chưa? Rồi là cái nhà ổng ở đây mà ba tầng, mà thời đó ổng đã làm được cái nhà cỡ đó rồi. Thứ 19 cuối thế kỷ thứ 19 là nhà ổng đã to mừng rồi. Mà cái móng nhà của ông á, là không phải làm bằng bê tông rồi như mình á. Cái móng nhà của ông làm bằng cái gỗ sồi. Cái gỗ sồi, mà cái gỗ đó đó, gỗ, cái móng nhà đó làm bằng gỗ. Tại sao làm cạnh bờ sông? Để cho cái nước của sông á, nó ngấm vô. Mà cái loại gỗ đó, nếu mà nó được ngâm trong nước á, 1000 năm nó cũng không hư. Nó cứ nước mà nó được ngâm trong nước 1000 năm không hư, cái gỗ sồi. Mà cái móng nhà của ông làm bằng gỗ sồi chứ không phải làm bằng bê tông cốt thép, dầu ghê lắm. Và ông chiếm cái Bồ Đề Đạo Tràng, ông cho rằng á cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng là của ông, gia tộc ông, và cái chỗ đó cũng thờ Phật, nhưng mà Phật á là ông thần thứ 8 của hóa thân thứ 8 của Vishnu. Ông vẫn thờ Phật, nhưng mà Phật không phải là ông Phật, mà là ông hóa thân thứ 8. Lần trước thầy có dạy phải không, hóa thân thứ 8 của Vishnu. Dhammapala là người Sri Lanka qua giành đâu có được. Đó, rồi chưa, đấu tranh. Thì giành Bồ Đề Đạo Tràng không được. Thì ông tiếp tục đấu tranh để đòi lại. Rồi đến năm 1891 là ông đi đến Saranath. 1891 ông đi đến Saranath để ông chỗ Đức Phật mà thuyết pháp lần đầu tiên, lợi ông chứng kiến cái cảnh hoang tàn đổ nát tiêu hết rồi. Ông bắt đầu mới là tổ chức Phật giáo thế giới,
kêu gọi các nước thế giới nhào vô để mà chung tay để vực dậy. Thì mặc dù là đi vận động các nước nhưng mà chỉ có Ấn Độ, Miến Điện, Trung Quốc và Bangladesh, Chittagong, Bangladesh. Chittagong lúc đó là nó là một cái khu tự trị nhỏ, bây giờ nó nhập vô Bangladesh rồi. Đó là bốn nước tham gia thôi, tổ chức hội nghị Phật giáo thế giới để lên tiếng đòi lại Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà chỉ có bốn nước tham gia. Một trong những người có công trong cái công cuộc giành lại các thánh địa từ tay người Bà La Môn rồi này nọ là phải nói tới công của người Nhật và công của người Miến. Người Nhật họ có tiền, mặc dầu sao đệ nhị thế chiến họ thất bại cho họ có tiền, họ ủng hộ tiền cho Dhammapada làm, cho đến nỗi mà làm nhiều thứ sau này á là trả công của người cho người Nhật. Một ông hòa thượng người Nhật là ủng hộ Dhammapada nhiệt tình lắm, coi như tài chánh là do ông này ông quay đó, vận động Nhật đồ này nọ quay. Bây giờ trả công lại bằng cách nào là nguyên một cái núi nè ha, bán cho ông hòa thượng đó một đồng, hòa thượng cất một cái chùa Nhật ở trên đó cất đẹp, gần ở trên đó nhìn xuống núi Linh Thú ở dưới, ở trên là cái chùa Nhật. Ngọn núi này đã được ghi tên trong sử thi Ramayana, bán cho ông đổi lại là Nhật Bản Sơn núi Nhật Bản bán cho ông rồi ông đổi Nhật Bản Sơn. Mà Ấn Độ ghi công là ông đóng góp rất nhiều cho công cuộc mà phục hưng Phật giáo Ấn Độ. Đó, Ấn Độ ghi luôn. Và cái tháp của ông ở trên đó, nó bây giờ là cái chùa bên đó, chùa đẹp, làm theo phong cách Nhật, chùa ngon đàng hoàng. Người Nhật Bản họ góp công vào công cuộc phục hưng Phật giáo Ấn Độ bằng tiền. Họ có tiền. Rồi sau này cũng vậy, làm cái gì là xin tiền Nhật, Nhật họ cho tiền để sửa sang mấy chỗ này chỗ kia. Còn người Miến Điện á là người Miến Điện là họ có công gì? Họ là những người xông ba vô ly lọ ly chịu xông ba vô mà chịu đấm mà không ai ăn sâu đâu, ăn thứ ngon nào hoặc là người Miến Điện là ly. Người Việt mình chứ không ly bằng người Miến đâu, chỗ nào cũng có chùa Miến Điện hết chứ, mà họ cắt cụm chỗ nào thánh tích Phật giáo đều có những chùa Miến Điện đầu tiên. Những người Miến Điện ngoài người Nhật ra, người tới người Miến Điện họ có công rất lớn trong công cuộc phục hưng Phật giáo đó. Chỗ nào có di tích Phật giáo chỗ đó có chùa Miến Điện. Nghèo nhưng mà họ lì chịu đựng, cái sức chịu đựng dân Miến hơn dân Việt mình đó. Chịu đựng ghê. Thầy chùa người Việt mình bây giờ đụng tới cái nhảy nai rồi ha, sung sướng quá hư. Chứ mình Miến Điện là nhỏ thôi là họ đó, họ các thầy Miến Điện đáp y giống như thầy này nè, cái màu giống vậy đó, ly kinh khủng, cái sức chịu đựng là coi như đáng nể, quỳ xuống lại liền á, họ chịu đựng ghê lắm. Nghĩa là gia chạm á, gia chạm với Bà La Môn, gia chạm với người Ấn, người Miến không có từ chối. Mình gia chạm lần á, vài ba lần thôi ngán quá, còn người Miến là có ngán, đụng vô chát văng ra Miến là cái gì, họ là mình gọi là gì, can cường hả cái gì đó. Họ người Miến mà họ có câu đọc trong lịch sử, nghiên cứu lịch sử mà cái giai đoạn phục hưng mà chạm trán phải nói là tâm phục khẩu phục, cúi đầu lại các vị tổ người Miến đã góp phần để phục hưng Phật giáo rồi. Căng cường ghê lắm, đụng gia chạm, mình gia chạm vài lần là mình ngán, thắng thua gì cũng vậy, vài lần là mình ngán. Còn người Miến không có đâu, chơi tới à, chơi chừng nào được thôi. Họ gọi là cái kiên định, cái sức kiên định vì Phật pháp họ mạnh lắm, không có giỡn đâu. Rồi sau này thế giới sau này thì cũng có nhiều nước nhảy vô. Cái thời thầy ở bên bển á, mất cười là mấy ông Nam Hàn á, Phật tử của Nam Hàn khoảng 40 thằng, nó qua bên, nó tổ chức qua bên Bồ Đề Đạo Tràng. Tại vì mấy ông Bà La Môn khiêng mấy ông thần Bà La Môn, khu vực Bồ Đề Đạo Tràng nó có cái khuôn viên, thì mấy ông khiêng vô, mấy ông để cho vô mấy gốc cây mới, khiêng vô để đó xì sụp lại cầu nguyện đồ. Rồi mấy ông Nam Hàn lại mấy ông cự, rồi bắt đầu cự qua cự lại, tụi mày lại, đây là đất nước của tao,
như vậy gì đó, rồi tụi Nam Hà. Mà lúc đó là cái bến xe nó sát, cái bến xe Lam nó sát bên, lúc mà thầy qua 94 cái bến xe Lam nó sát, bây giờ khu vực mở rộng ra, UNESCO nó mở rộng ra, phải không? Tụi Nam Hà mà nó mướn xe, nó mướn xe đó, nó chạy lại đây ha, nó lại là mà nó hẹn giờ hay, nó hẹn giờ lợi đó, bắt đầu nó khiên mấy ông thần nó vụt ra ngoài, mấy ông thần bà la môn nó khiên vụt ra, mấy ông bà la môn nhảy vô cử quánh quýnh một quýnh tụi Nam Hà mà quýnh đá rồi y đuôi rồi xong leo lên xe chạy mất tiêu xe. Thanh niên Nam Hà đi một đám qua, wow, thanh niên không cũng có thanh nữ nữa, qua wow, nó khiêng mấy ông thần dục dục, bắt đầu mấy ông bà la môn nhảy ra cự cửa cự quýnh quýnh xong lên xe dọn mất tiêu hết trơn rồi. Tôi nói mấy ông bằng đá mà nó thải gãy gãy ngang gãy ba hết trơn rồi. Tụi Nam Hà nó cười, lần đó thầy có chứng kiến, nó qua bên đó đi xuống với lại Phật á, nhìn nó cười. Tụi Nam Hà mà thanh niên nó cũng làm nhiều cái vui, nhớ hoài cái vụ đó. Tại nó thấy, ui, làm gì quýnh lộn dữ ta, quýnh đuổi 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 đuổi. Mà 4-5 đứa mà nó quýnh một ông bà la môn, mà mấy ông thầy bà la môn, rồi vải mai quần tây Âu phục thì không chịu mai đâu, quýnh quýnh quýnh, quýnh té lên té xuống. Mấy ông bà la môn á, quên nó tá cái bóp luôn, đánh té lên té xuống rồi. Cười tụi Nam Hà giành lại cái đó. Thấy chưa? Thì Dhammapada bắt đầu công cuộc đấu tranh giành các thánh tích Phật giáo, lợi cho Phật giáo từ 1885 dài cho tới mãi cho tới khi thực dân Anh trao trả nền độc lập lợi cho Ấn Độ 1947, thì chừng đó chính phủ Ấn Độ Jawaharlal Nehru mới chính thức công nhận Bồ Đề Đạo Tràng là của Phật giáo. Mấy chục năm trời, nhưng mà lúc đó là Dhammapada đã chết rồi, ông không tận mắt ông nhìn được, ông nhìn được cái thành quả của ông. Ông mất năm 1933, tới 1947 thì mới chính thức Jawaharlal Nehru, tổng thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, mới chính thức trao trả lại công nhận Bồ Đề Đạo Tràng và các tín đức khác là của Phật giáo. Nói là ghi ăn thấy chưa, chưa hết đâu, công cụ của ông dài dài, ông làm dài dài. 89 thì tới 91 họ cho sửa lại, sửa Bồ Đề Đạo Tràng rồi lại, thì sửa Bồ Đề Đạo Tràng lại, Nhật họ tặng cho Dhammapada một cái tượng Phật đẹp lắm, nhưng mà đem về Bồ Đề Đạo Tràng là họ chống hậu cho đem vô. Năm 1891 Dhammapada phải mở cái văn phòng ở Calcutta, đưa tượng Phật đó về đó. Cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng nó hai tầng, tầng dưới thờ Đức Phật, tầng trên á là thờ Thánh Mẫu Mahamaya. Bây giờ á nó thờ Thánh Mẫu Mahamaya. Thì ông năm 91 ông lập ra cái tạp chí Phật giáo Journal of Mahabodhi, ông lập ra hội Mahabodhi. Chưa có cái hội nào, hội đoàn nào của Phật giáo sống dai như cái hội này. Hội Mahabodhi từ lúc ông thành lập 1891 nó sống cho tới bây giờ, vẫn còn hoạt động cho tới bây giờ. Thấy chưa? Ông ra đời, ông cho ra đời một tạp chí là Journal of Mahabodhi Society, tạp chí của Mahabodhi, hội đại Bồ Đề. Cũng chưa có một cái tạp chí Phật giáo nào sống dai như cái tạp chí này, tới giờ nó còn á. Nhưng mà nó có thăng có trầm, có khi thì nhiều bài viết hay lắm, có khi không có bài viết hay, đăng lại những cái bài viết cũ, rồi một vài bài viết mới, rồi có bắt đầu có học giả lại đăng lại, có bài viết hay đăng lại. Nó sống cho tới bây giờ, cứ tháng nào cũng có, tháng nào cũng có, cuốn, chưa có cái tạp chí nào sống dai bằng cái tạp chí này của Phật giáo các thế giới nha. Chưa có cái hội Phật giáo nào bằng cái hội của ông lập, nó sống cho tới bây giờ, tới giờ vẫn còn hoạt động không? Mahabodhi Society
đấu tranh là đổ máu, đấu tranh là đổ máu. 1893 thì ông Henry Ocott và bà Blavatsky qua thăm Bồ Đề Đạo Tràng, chứng kiến cái cảnh hai thầy bị quấn, bị một tụi Bà La Môn đánh trong Bồ Đề Tràng luôn. Thì những người Tây Phương mà quấn lộn quấn lão họ đâu có chịu, ăn hiếp họ đâu có chịu. Chứng kiến hai thầy bị Bà La Môn quấn là bắt đầu tổ chức, mấy ông này họ những nhà họ cái đầu óc họ lớn lắm, tổ chức hội nghị Phật, hội nghị tôn giáo thế giới tại Kyoto, tại Chicago, thì Chicago là thành phố lớn nhất của tiểu bang Illinois. Mình tưởng Chicago là một bang của Hoa Kỳ, không có. Chicago là thủ phủ của bang Illinois. Thì các người này họ vận động tổ chức hội nghị tôn giáo thế giới năm 1893 là tổ chức, và Dhammapala đại diện cho Theravada Phật giáo Nam truyền đi qua bên đó dự. Ông trình một cái tham luận là thế giới chịu ơn của Phật giáo, gây được cái tiếng vang trong cái hội nghị đó. Ông viết một cái bài thế giới chịu ơn của Phật giáo, và cái khả năng hùng biện của ông, cái bài viết của ông làm nổi lên trong cái hội nghị Phật giáo thế giới, hội nghị tôn giáo thế giới 1893. Ông làm nổi lên, người ta biết đến Phật giáo nhiều và những cái gì của Phật giáo đóng góp cho nhân loại đó. Ông gây được cái tiếng vang lớn trong cái hội nghị tôn giáo thế giới tại thành phố Chicago, bang Illinois của Hoa Kỳ vào năm 1893. Thấy chưa? Gọi là có công có quả. Trên đường ông về, ông ghé Kyoto thăm mấy người Phật tử Nhật Bản, những người mà bỏ tiền ủng hộ ông á, để mà ông làm việc á. Ông ghé Kyoto rồi ông về. Mà hồi xưa đó, đi về không phải là bây giờ hành khách nhiều, nó có những cái chuyến bay bay thẳng. Hồi xưa là đi phải dồn khách, thành ra ông bay vòng qua Hawaii đó, vòng qua Hawaii rồi từ Hawaii ông mới về Ấn Độ. Thì trên đường, trên máy bay á, là ông lại làm quen được, ông quen được với một cái bà quý tộc người Ý tên là Foster. Ngồi trên máy bay, bà này là bà có người thân trong gia đình bị mất và đang buồn. Rồi thấy ông người châu Á này ngồi kế bên, mặt mày cũng đẹp trai, thông thái, Dhammapada đẹp trai, thông thái, bắt đầu nói chuyện. Hai người nói chuyện qua lại thì cuộc nói chuyện ở trên máy bay, Dhammapada chinh phục được bà Foster. Bà theo Phật giáo, gặp thứ thiệt thôi. Qua cuộc nói chuyện ở trên máy bay thôi là bà theo Phật giáo và ủng hộ Dhammapada. Cái nguồn tiền, muốn làm gì cũng phải có tiền, đúng không? Làm gì cũng phải có tiền. Dhammapada gặp bà Foster và khả năng của ông, trí tuệ của ông chinh phục được bà ủng hộ không? Ủng hộ gì? Ủng hộ tài chánh. Thì cũng vậy, gặp cái người uy tín có đầu óc lớn nói ra cái chương trình như thế này người ta mới bỏ tiền vô, gọi là đầu tư mà. Còn mình không biết khỉ gì, cúng đi cúng đi cúng rau cúng gì nó có được. Là ông bà bỏ tiền ra ủng hộ ông, cất một cái chùa ở ngay Bồ Đề Đạo Tràng, ngay Saranat, cái chùa bằng đá, chùa cái kiến trúc của Ấn Độ xưa làm bằng đá trồng lên ngay tại Saranat, được chưa? Rồi thứ nhất, thứ hai nữa, họa sĩ Nhật qua vẽ cuộc đời Đức Phật trên tường, vẽ đẹp, đẹp vô cùng. Hồi đó giờ coi nhiều bộ tranh nói về cuộc đời của Đức Phật, nhưng chưa có bộ tranh nào sống động đẹp như là cái bộ tranh của họa sĩ Nhật Bản mà vẽ trên chùa của Sri Lanka ở Saranat. Đặc biệt như là vẽ ông gì đó, vẽ ông Angulimala đó, vẽ tướng một thanh niên. Thì Ấn Độ mà thanh niên mà làm việc là họ quấn cái củng vậy thôi, cột dây đồ lại, tay chân là không phải là to bự, tay chân săn chắc, mặt đằng đằng sát khí,
được chưa? Ông cầm cái kiếm nhuốm máu, xung quanh ông là một cái hào quang, một cái hào quang bằng cái gì? Cái hào quang cái vòng tròn vậy nè, cái hào quang bằng tay máu, cái hình đó Mabala, hình Angulimala đó, tướng cướp đó. Thầy có dạy rồi mà phải không? À, thì cái con người ông là có cái một cái dòng hào quang, mà hào quang ta hào quang từ bi, còn hào quang của ông đó, bàn tay máu à, nó đều nhìn nó ớt ốc à, cũng vẽ đẹp, vẽ cái cảnh mà cái cô gái mà Anan mà xin nước á, rồi cái chị đó chỉ cho nước mà chỉ quẹo bên, nhưng mà cái mắt của chị á chỉ quẹo bên, nhưng mà chỉ khoái nhìn lắm mà chỉ quẹo bên, vẽ đẹp 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 dẹo ne ra, nhưng mà nhìn. Rồi Anan thì cứ cúi đầu xin nước thôi, đưa cái bình bát ra chỉ chế nước vô cho Anan, nhưng mà chỉ nhìn. Và bắt đầu từ đó chỉ lại cái cách của Anan vừa đẹp trai vừa nói chuyện duyên dáng nữa. Thưa bà chị, tôi xin nước chứ tôi đâu xin giai cấp đâu, lại là chinh phục cái trái tim của chị này mới sanh chuyện ấy. Vẽ mấy cái bức tranh vẽ đẹp đó. Ở chùa 40 mấy năm, kể cả qua bên Tàu, qua bên Đài Loan, nước này nữa, chưa thấy cái bộ tranh cuộc đời Đức Phật nào đẹp như cái bộ tranh ở cái chùa này. Người Nhật họ qua, họa sĩ Nhật qua vậy, được chưa? Ông tổ chức, và lúc đó theo Dhammapala, theo cái lý thuyết của Dhammapala là phát tích của Phật giáo là Bồ Đề Đạo Tràng hay là Saranat là Lộc Uyển. Bồ Đề Đạo Tràng là cái nơi phát tích Phật giáo, hay là Lộc Uyển là phát tích Phật giáo? Hả? Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành Phật. Nếu như ngài không có thuyết pháp thì có Phật giáo hay không? Như vậy nơi phát tích Phật giáo phải là Saranat, theo lý thuyết của Dhammapala. Thấy chưa? Tới sau này Dalai Lama qua, Dalai Lama nói Bồ Đề Đạo Tràng mới là phát tích của Phật giáo. À, thì mỗi người có một lý thuyết, thành Phật là được rồi, là thành Phật thì thế nào cũng phải thuyết pháp thôi, không thuyết chỗ này không thuyết chỗ khác. Cái chỗ đó là cái gốc, mỗi ông có một lý thuyết, ông nào nói nghe cũng hay đấy, thấy chưa? Ông hoạt động cho Phật giáo, đấu tranh đòi hết cái này tới cái khác lợi cho Phật giáo, và cuối cùng cho tới khi mà thủ tướng của Ấn Độ 1947 Jawaharlal Nehru trao trả Bồ Đề Đạo Tràng lại cho Phật giáo, nhưng mà không trao hết rồi. Họ thành lập một cái ủy ban. Ủy ban gồm 8 người, 4 người Bà La Môn và 4 người Phật tử. Thấy nha? 4 người của Phật giáo, và chủ tịch của ủy ban, miễn ông nào làm quận trưởng quận Gaya bầu lên đó, ông nào làm quận trưởng quận Gaya, già gia đó mình kêu là thành già gia đó. Ông nào là quận trưởng quận Gaya thì ông đó sẽ là chủ tịch của cái ủy ban mà kiểm soát cái Bồ Đề Đạo Tràng nha. Cái số tiền mà người ta cúng vô nó quá lớn, làm cho những người trong ủy ban này tiêu hết, rồi thay người cũng vậy thôi, tại cái số tiền nó nhiều quá. À, cái số tiền nó nhiều, rồi tiền mà tiền làm cho con người ta hư. Tôi không tham, tôi thấy tiền tôi không có lượm, có 5.000 lượm làm khỉ gì, tôi thấy tiền tôi kêu người khác lại lượm mà nè, 5.000 lượm làm gì, quất cọc xanh lè vậy coi. Mình nói mình không tham là mình không tham nhỏ, quân cọc xanh lè cái đứng này hỏi thầy đứng làm gì, không đứng đứng chơi đi chỗ khác đi, đạp lên. Mình không tha là mình không tham nhỏ thôi, giao cho mình giữ tiền ít ít thì giữ được, tới chừng giao giữ nhiều là bắt đầu sanh tâm bậy. Không có, mình nói mình không tham, cái chủng tử tham của mình á, cái gọi là cái tánh tham của mình á, chủng tử chủng tiết gì, cái tánh tham của mình á, nó tiềm ẩn ở trong nó, giống như cục đá để lên trên cỏ vậy. Mình tưởng là nó, mình tu hành là mình tưởng là cái lòng tham mình diệt được rồi, nó giống như cỏ, cục đá để là nó chết à, lăn cục đá đi ra thì nhá, cỏ nó mọc lại ngay. Không tham là không tham ít ấy, tôi thấy tiền tôi không có lượm, 10.000 lượm làm gì, quất cục xanh lè vậy thế coi,
lụm không biết liền. Thành ra mình đừng có dội, mình cho rằng mình không tham, tham không tham ít, tham nhiều, rồi không tham này tham khác, không tham tiền là tham danh, không tham danh là tham quyền lực, không tham quyền lực thì tham thế nào cũng tham, tham ngủ luôn hả, không tham này cũng tham khác. Người phụ nữ bằng cái lỗ tai xấu quắc mà người ta khen đẹp và cũng khoái, cũng biết mình xấu mà nghe nói là mình đẹp cũng khoái. Tham nhớ nha. Thì ông hoạt động nhờ cái phong trào phục hưng Phật giáo của ông, bắt đầu các nước bắt chước theo, Trung Hoa bắt chước theo, Việt Nam bắt chước theo. Việt Nam bắt đầu hô hào phong trào phục hưng là 1915 lần rồi. Tiếp nối ngọn đuốc của Dhammapala. Thế Hư Đại Sư kêu gọi phục hưng Phật giáo Trung Hoa. Việt Nam ba miền đều phục hưng hết. Miền Bắc có tổ Vĩnh Nghiêm rồi nè. Rồi miền Trung cũng có cái cổ miền Nam, rồi có ngài Từ Phong, ngài Khánh Hòa, ngài Khánh Anh, và ngài Hội Quang, bốn vị của miền Nam. Miền Trung cũng có, miền Bắc cũng có, ba miền đều kêu gọi phụ huynh, bắt đầu từ Dhammapala. Cảm hứng là từ Ấn Độ, do ngài Dhammapala kêu gọi. Rồi các nước phục hưng hết, Thái Lan lúc đó cũng phục hưng, Miên Điện Thái Lan phục hưng hết. Cái cao trào đó là các nước đang nằm trong tay thuộc địa Phật giáo suy yếu hết, và các nước kêu gọi phục hưng hết là nhờ công của Dhammapala. Năm 1930 thì bà Foster chết, bà Foster mất. Ông thọ, ông xuất gia thọ sa di năm đó, cuối đời ông mới thọ sa di 1930, 1929, 1930 gì đó, thì bà Foster chết. Lúc đó ông cũng lớn tuổi rồi, xuất gia thọ sa di 1933, ông chút hơi thở cuối cùng. Sau khi dâng hiến cuộc đời cho nhân loại nói chung, cho Phật pháp nói riêng, Phật pháp của thế giới, cho đạo Phật của thế giới, bà Foster mất. Rồi bà cha ông mất, bà nhận ông làm con nuôi nữa, đại hương mà nhận ông làm con nuôi. Nhưng mà lúc đó ông là người đời, cho tới năm 1930 thì ông mới thọ sa di. Ông thọ sa di, thọ sa di thì không có thấy nói ông thọ thì kheo, ông xuất gia thọ sa di. Rồi 1933 ông qua đời. Rồi nhiều đó được không, ghi lại ha. Có thể thầy hỏi ông này, còn ông nữa, lát nói thêm ông nữa. Thầy không biết thầy hỏi ông nào. Thành ra học mấy ông, học ai ông tôi chắc ăn. Tại vì học có ông mà hỏi học ông này mà hỏi ông kia mà lắm á. Thành ra là phải chịu có học hai ông ha. Khi nào mà có dịp qua Ấn Độ sẽ thấy trước cái chùa Sri Lanka mà thầy nói đó, mà bà Foster tặng tiền cho ông làm đó, thì có cái tượng của ông, ghi công trạng của ông. Rồi cái hội Ma Bồ Đề cũng còn ở đó, cũng gần ở đó. Được chưa? Nghỉ ha. Nghỉ một chút rồi vô học chút xíu nữa, khoảng chừng 10 rưỡi mình nghỉ được rồi. Thêm ông nữa, nghỉ hết, chấm dứt.